Em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp, hơi bị sợ sợ, tại vì em thấy có vẻ là hai anh phong cách khó. Của hai phong cách của anh và em. Em chưa hiểu anh thôi, nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của anh và em nó hơi khác nhau xíu, nhưng mà thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính thuộc về chương trình, hoặc là thì khi đó là mình sẽ, anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu, và đồng thời là em nghĩ rằng khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác, một con người khác, chứ mà cái kiểu như ông Bắc này hay là nọ kia nó khác hoàn toàn. Dạ, em rất là sợ một cái người mà khó tính. Anh hoàn toàn không khó tính. Dạ. Cái ngay cả cái vấn đề anh nói là Facebook gọi là lướt thì thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi, chứ còn thực ra thì đôi khi thì em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học, và đồng thời có tính trách nhiệm, giàu tình cảm. Nhưng mà 30 mấy tuổi rồi học gì nữa em? À không, thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải nâng cao, vẫn phải nâng cao lên một chút, và đồng thời mình cũng phải biết thay vì mình cứ chẳng hạn lướt Facebook thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn, chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt Facebook cũng là học làm sao? Dạ không có, là thường Facebook của mình thường là thông tin không ạ, người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Cái thông tin nó mới cập nhật được chứ em. Dạ thông tin thì thường nó rất là giờ xã hội rất là nhanh, chị gõ một cái là ra hết ạ, cũng không cần thiết phải lướt hàng ngày. Thì cái thông tin đó trên Facebook là mỗi ngày mỗi cập nhật chứ bộ. Dạ không sao, nói chung là cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Em nghĩ là thôi được, có thể mình không cần xoay sâu vấn đề đó. Ví dụ như chị nói một cái câu ngôn tình nhất mà em có thể dành cho người yêu của em là một cái câu tương đối như thế nào? Em rất là thích một cái người, gọi cái người mà sẽ sống với em gọi là người bạn đời. Tức là chẳng hạn như em nói chuyện nói bạn đời ơi hả? Hay sao? Không, ý em nói là em trong lòng của em tất nhiên em cũng khó nói ra lúc này, tại vì thường là em cũng ít khi mà để ý cái chuyện thơ lắm. Nhưng mà thường em nghĩ rằng là cái cảm nhận con người đôi khi mình không nói ra được. Chị nói ví dụ đi, ô bà xã ơi, hay là cục ơi. Không, cái đó thì dễ ạ. Cái đó thì rất, đó thì chị cái đó bình thường ạ. Ví dụ như người ta thường nói là cơ thể chúng ta 70% là nước, còn với anh 100% trong trái tim là hình bóng của em. Đó, ví dụ vậy đó, đó một cái ngôn tình như vậy đó thì chắc là câu hỏi hơi bất ngờ, em cũng chưa nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là em không thiếu cái chuyện đó đâu. Dạ, chắc. Chào cô giáo. Dạ. Chào cô hiệu trưởng. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em rất là dễ bị cuốn hút bởi một cái người đàn ông thông minh, nhưng mà phải hài hước tí xíu. Dạ, một cái người mà có cái hướng suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với đúng dì rồi, và chị dâu của em ạ. Mẹ. Chào cô. Cô ăn bữa nay nó lên nó góp ý này thì thấy cũng dễ, thấy chú này thì cũng được. Dạ. Thôi giờ nhường quyền cho con đi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Dạ đi với ai Dũng? Dạ xin lỗi là hôm nay á, tại vì em ông anh thì lại đang mắc công việc, còn em mới chuyển qua công ty này thì bên công ty em là ngành vận tải, mà các anh em đi làm công trường hết nên không tiện là cho ai. Nhưng mà em yên tâm một điều là nhà em ở khu vực này thì tại vì dù sao khi quen là thế nào có dẫn về nhà, rồi em ở đâu là cả một cái khu và công ty người ta đều biết. Ok, bây giờ mình kéo rào. Đúng rồi, quyết định mở rào nha, cho hai bạn có thể trò chuyện với nhau. Mở rào. Em cười liền cho chị. Dạ. Rồi đó. Dạ xin chào. Bây giờ là chuyện của Dũng đó Dũng. Dạ. Đến với chương trình thì anh có một bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Nhà có một quyển sách. Cái quyển sách này của anh, trong nhà anh có khoảng 1.000 cuốn. Xin lỗi là anh không có đi mua, nhưng mà cái này anh mới đọc có 1-2 lần, nhưng mà 1.000 cuốn, thế nên là anh cho em 3 cái này. Mong rằng em cũng thích tri thức là một, và thứ hai nữa là tiêu đề của cuốn sách này á thì nó nói là hôm nay chúng ta có thể thay đổi hay không thì chúng ta sẽ có một cái kết quả. Dạ em cũng rất là thích đọc sách ạ. Chào em. Dạ hôm nay đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà. Cái này là một bức tranh mà do em tự vẽ. Cái ý nghĩa bức tranh thế nào em? Dạ cái bức tranh này là hand in hand, có nghĩa là tay trong tay. Một cái người mà phù hợp với mình thì sẽ nắm tay nhau về nhà. Ok, chắc cho anh hỏi trước ha. Dạ. Em cảm thấy anh sao? Qua những gì anh chia sẻ nãy giờ thì em thấy anh là một cái người có tri thức. Và em cũng rất là thích một cái người mà thông minh. Ok, dạ. Cảm ơn em. Nhưng mà em là con gái Sài Gòn thì em rất là thích kiểu như hồi nãy giờ em cũng chia sẻ là hơi lãng mạn một tí xíu. Đàn ông cũng dễ chịu tí xíu với em. Tại vì tuy là em lớn tuổi nhưng mà đôi khi là em cũng hơi hậu đậu tí xíu và hơi vụng về tí xíu. Anh nghĩ rằng là chắc là anh cũng không thiếu đâu cái okay, tạm thời, tại vì anh cũng đang nói chung là đặt nhiều công việc nhiều hơn thôi. Nhưng mà khi mình có đối tượng thì chắc chắn là, mà đồng thời đó là mục tiêu cuộc đời mình thì chắc chắn thì mình cũng phải đầu tư thôi, và đồng thời mình cũng phải thay đổi nhất định thôi. Cái đó không khó đâu em. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về người đó nhỉ? Anh cảm thấy là em hiền và đồng thời em chưa thể hiện được cái nét của em có, anh nghĩ như vậy. Không, chứ em hiền.
Em thì em không, tại vì em là quản lý một cái trường mầm non và em hồi nãy giờ em chia sẻ những gì mà em nghĩ và em lắng nghe, em lắng nghe nhiều để em cảm nhận được cái bạn đang tương tác với mình như thế nào. Là em đã bộc lộ rồi đó ạ, chứ không phải là em chưa bộc lộ rồi. Dạ. Anh thì lên đây cái đèn này nó hơi chói, cái cảm giác nó hơi nóng. Dạ. Sao nó cũng không, đôi khi thể hiện nó chưa được tự nhiên, nhưng mà nó thể hiện một, nếu để bình thường một cách tự nhiên thì anh cũng thể hiện là khá là tốt. Còn theo em thì cái mình hẹn hò thì theo em nghĩ là thời gian bao lâu thì sẽ là đủ? Cái tuổi của em với anh á là bây giờ cũng đã lớn rồi, nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì nó sẽ rất là nhanh, cái tuổi nó không có đợi. Nó không có đợi chờ mình được với nữa. Anh thì cần 3 đến 6 tháng là xong rồi. Nhanh. Anh thì thích quyết định nhanh thôi. Nói chung là mình khi mình đã thấy cảm thấy thích mình tiến đến phải hành động. Có vậy. Em thích một cái người đàn ông mà như hồi nãy em có chia sẻ là hiểu chuyện, nhưng mà ví dụ như một cái người mà em cảm thấy như thế nào, em không diễn tả được. Như nãy em nói là vui vẻ, hài hước. Đúng rồi đó, vui vẻ, hài hước mà dễ gần á, mà em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp, hơi bị sợ đúng sợ rồi, tại vì em thấy có vẻ là anh khó của, hai cái phong cách của anh và em chưa hiểu anh thôi, nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của anh và em nó hơi khác nhau xíu, nhưng mà thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính thuộc về chương trình, hoặc là thì khi đó là mình anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu, và đồng thời là em nghĩ rằng khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác, một con người khác, chứ không phải cái kiểu như ông Bắc này hay là nọ kia nó khác hoàn toàn. Em rất là sợ một cái người mà khó tính. Anh hoàn toàn không khó tính. Cái ngay cả cái vấn đề anh nói là Facebook gọi là lướt thôi, thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi, chứ còn thực ra thì đôi khi thì ai cũng có lướt tí, nhưng mà quan trọng là mình đừng có dành quá nhiều thời gian. Thế này nè, anh hiểu câu chuyện nãy giờ cô giáo nói rồi, tức là thế này, đôi khi em học nhiều quá em nó hơi cứng, cô cũng muốn an tâm hơn là nhẹ nhàng hơn. Thực chất trong lòng của chàng trai này anh biết rằng cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà nó chưa có thể hiện ra ngoài. Một chút gì đó nhẹ nhàng lãng mạn ha, để có thể lắng nghe nhiều hơn. Anh thấy rằng cô gái đang suy nghĩ. Anh nghĩ rằng là mình cứ anh nghĩ là cứ nên bấm đi, em sẽ tìm hiểu, em sẽ thấy rằng chắc là anh cũng không nên nói đâu. Nên bấm đi. Chúng ta thật sự kiểm tra con tim của mình, và khi bấm phải bấm bằng cả trái tim, bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không bấm vì điều gì nha các bạn nha. Khi chúng ta bấm, chúng ta phải quyết định có trách nhiệm với điều đó nha. Tất cả đều lớn hết rồi. Đừng để cái gì mà xung quanh nó gây áp lực chúng ta. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Em có thể nói hết những suy nghĩ của mình đi. Em là người rất là tâm lý, tại vì cô giáo mầm non thì em được học rất nhiều về tâm lý. Khi mà em tiếp xúc và em nói chuyện với lại một người đối diện thì em có thể hiểu người đó và em có thể nhận xét người đó. Nếu như mà em cố gắng một chút, anh nghĩ rằng em sẽ chiếm được cái nút bấm đó.